Truyền thông phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2024, cũng là ngày cuối tuần và cuối tháng của tháng 3 năm 2024. Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin báo cáo tổng quan trong tháng 3 năm 2024 về các hoạt động tại phòng khám cha từ ngữ thương cho không. Tổng số bệnh nhân mới được phòng khám tiếp nhận hỗ trợ điều trị ung thư là 67 bệnh nhân. Số bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư là 20 bệnh nhân. Cụ thể là vào ngày 5 tháng 3 năm 2024, tổ chức lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho 6 bệnh nhân và ngày 27 tháng 3 năm 2024 cho 14 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 là 72 bệnh nhân. Chi tiết ngày 6 tháng 1 năm 2024 là 29 bệnh nhân. Ngày 13 tháng 1 năm 2024 là 3 bệnh nhân. Ngày 27 tháng 1 năm 2024 là 15 bệnh nhân. Ngày 3 tháng 2 năm 2024 là 5 bệnh nhân. Ngày 5 tháng 3 năm 2024 là 6 bệnh nhân. Ngày 27 tháng 3 năm 2024 là 14 bệnh nhân. Phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Tiếp tục hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho các bệnh nhân. Các thầy thuốc tại phòng khám đã áp dụng công nghệ cháo nano và thảo dược nano để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Phòng khám cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn. Thông tin liên hệ, địa chỉ tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại 0345992021, Zalo, Weibo. Gặp thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha từ ngữ thương cho không và các thầy. Phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và luôn đồng hành cùng phòng khám trong suốt thời gian qua. Nhờ sự hỗ trợ của quý vị, phòng khám đã có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ phòng khám để giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ phòng khám để giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin tóm tắt các hoạt động nổi bật trong tháng 3 năm 2024. Phòng khám tổ chức các hoạt động chúc mừng và động viên các phụ nữ là bệnh nhân, người nuôi và các thầy, nhân viên y tế thể hiện sự quan tâm và ghi nhận những đóng góp của họ trong công tác khám, chữa bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Hai, vệ sinh môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng, tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực phòng khám, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức về trật tự xã hội và an toàn giao thông, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh an toàn, hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả. Tổ chức hai buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho 20 bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả cao, mang đến niềm vui và hy vọng cho các bệnh nhân và gia đình. Tiếp tục tổ chức các buổi tư vấn cho bệnh nhân mới về cách nấu cháo nano, thảo dược nano và một số nội dung liên quan đến phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị và tự chăm sóc sức khỏe bản thân, trao quà và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Nhận được nhiều công trình xây dựng quy mô từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, giúp phòng khám thêm khang trang sạch đẹp, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ mua sắm các vật dụng, đồ dùng y tế cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Phòng khám đã trao quyết định bổ nhiệm
cho thầy Nguyễn Tấn Thanh, làm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy, và anh Phạm Xuân Dũng, làm trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả ý nghĩa, trong tháng 3 năm 2024, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng thời tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả, mang đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư và gia đình. Nhờ có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã hoàn thiện nhiều công trình xây dựng giúp cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp hơn, trang bị thêm các vật dụng, đồ dùng y tế cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho việc hỗ trợ điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư, đồng thời lan tỏa tình yêu thương và sự chia sẻ trong cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và toàn thể đội ngũ y sĩ, nhân viên của phòng khám đã luôn đồng hành hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để mang đến những dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân ung thư, đồng hành cùng họ trên hành trình chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo. Trong những buổi lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, các bệnh nhân đã bày tỏ tâm tư tình cảm, thể hiện qua các bài phát biểu rất cảm động tại buổi lễ. Tôi là Đức Hương Văn Thiệm ở Thái Thị, Thái Bình, mà tôi là bị cái cá ung thư tuyến tiền liệt mà di căn vào xương, vào thắt lưng, vào hai cái hông này là 2 năm nay rồi. Thế mà tôi vào nhập viện ở đây là từ tháng 12 năm 2003 đến hôm nay đã được 94 ngày, là được 3 tháng 4 ngày. Thế thì trước hết là thông qua cái phòng khám yêu thương của Cha Tường, và ngay cái ngày đầu tiên là cái đợt mà Cha Tường mất thì có truyền thông lên cái TV TV1 thì tôi ở nhà thì tôi đã bị bệnh rồi, thì tôi ngồi tôi xem. Thế nhưng mà cũng hướng vào đây như tất cả mọi người ở miền Bắc và mọi người quê hương thì cho rằng là chả có cái phòng khám nào mà lại yêu thương cho không, mà để ăn cháo cho mình muốn trà thảo dược mà khỏi được bệnh ung thư, cho nên là cái sự tư tưởng không có. Mà con gái chúng tôi thì cũng đông, cũng có giáo sư, con cũng có giáo sư, thế rồi con có bác sĩ, nhưng mà các cháu nó còn nói với tôi là ông hiểu lầm rồi, không có cái đấy, thế giới không ai làm được cái này thì làm sao có cái chuyện như thế này. Thế thì tôi thì thực ra là cái tư tưởng thì mới thấy rằng là tôi cha chết ấy, cha tưởng chết ấy, thì tất cả các người là bị mà được Cha Tường sửa bệnh thì những cha chết thì người ta lên đây thì đã khóc. Thế mà tôi vào đây thì là tháng 12 đi mà báo cáo là tôi vào tôi trông những cái cảnh mà khám bệnh của các thầy thì rất là thương hại. Năm nay tôi 76 tuổi, tôi sinh năm 1949 mà năm nay là 76 tuổi đời rồi. Thế mà cũng tham gia đủ các việc của ban ngành đoàn thể chính trị xã hội là có tham gia ở tư nhân rồi, làm đến cánh phó chủ tịch rồi, cánh phó chủ nhiệm hàng ngày mấy năm rồi. Thế nhưng mà chưa có sự tin tưởng như thế này. Thế khi tôi vào thì chưa có phòng khám ở cái nhà bạn xây kia thì mới dược đắt là tiền có vài cái que chê thôi, rồi là bắt vài cái bạc kia thôi. Tôi bộ các thầy đây quá khổ, đến ra thì chỉ có ý về thầy thôi, với lại mấy thầy bác thuốc mà bệnh nhân thì cũng không là đi đến gần 300 người. Thế mà tôi nghĩ rằng là cái tôi đi ở một cái bệnh viện riêng thôi, một cái phòng khám cũng phải 90 người bác sĩ, thế rồi là tiến sĩ, thế rồi là giáo sư, phó giáo sư, thế ở đây chỉ có mấy thầy bác sĩ với lại y sĩ với lại các thầy bác thuốc thôi, thì tôi thấy rằng là các thầy quá vất vả. Thế trước hết thì chúng tôi vào đây hôm nay là được 94 ngày
mà bây giờ nó về âm tính cái thứ tiền liệt, thì tôi nghĩ là không có đâu để mà so sánh được với lại cái phỏng vấn của Trang Đường ở đây. Thế trước hết là chúng tôi trước hết là thay mặt gia đình, thế về thay mặt cho bà con chú bác ở đây, thì xin trước hết là xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn toàn bộ các vô hữu của các thầy mà theo cha hướng dẫn. Sau đó thì chúng tôi thấy rằng là được như cái cơ hội này ở đây thì phải cảm ơn sâu sắc nhất là các mạnh thường quân. Không có mạnh thường quân thì chắc hôm nay chúng tôi vẫn ngồi ở phía kia thôi. À, ngồi cái cổ nắng như gió về mưa lên, nước mưa thì nó chảy vào đầu chúng tôi, nó chảy vào đầu các thầy. Thế thì tôi thấy rằng là các thầy ở đây là rất tin tưởng vào cái đội ngũ của thầy thuốc, mà nhất là cha Tô Đô Nguyễn Văn Trường mất đi rồi, nhưng chúng tôi cứ thường thường nghĩ là ngài mất đi rồi, nhưng cái tư tưởng của bà ngài vẫn cứ đi đi lại lại ở xung quanh cái phòng khám này mà che chở cho bệnh nhân chúng tôi. Mà tôi cứ tưởng rằng là không biết là mình trong 3 tháng có khỏi không. Đấy, thế thì hôm nay xin chia sẻ với các ông các bà chú bác và những người nuôi dưỡng người có bệnh thì chỉ có chia sẻ cái này đây này. Cái thứ nhất là ta thực hiện được, ví dụ như người bốn anh em chúng tôi đây, chị em tôi đây hôm nay được về, đấy là cái tốt rồi. Thế nhưng còn cái tốt là về sau, về đến quê hương rồi, về đến gia đình rồi, thì cứ cấm cái mồm này này, cái mồm này này là cấm, là không được ăn thịt, không được ăn cá, không được ăn tôm, không được ăn cua. Thuốc thế hệ mà có vây có bảy này, có tên này, hai tên, bốn tên này thì không nên ăn. Thế mà không nên ăn thì mình chuyển sang ăn chay, chay trường. Ăn chay trường như các cái nhà sư ở trong chùa, người ta cũng bế quậy cổ đi, chứ người ta có về đâu mà người ta vẫn sống. Thế mà mình muốn sống thì cũng xin đặt vấn đề với để bà con ta được về đây. Thế với các ông các bà mà vừa giờ còn đang điều trị đây, muốn cho nó khỏi bệnh thì mình phải chấp hành ý kiến của thầy này. Đấy, đối ý kiến thầy này không phải hôm nay đâu, mà chúng tôi nghe nhiều lần thầy giảng ở đây, thầy giảng tôi nghe thì tôi nói đây là một công trình khoa học, chứ đây không phải là tâm linh, đây không phải là của Chúa, không phải là của thần, mà không phải là của thánh, mà cũng không phải là của thần, mà là của ca tường nghiên cứu ra cái phát đồ này. Cái công nghệ này là công nghệ rất là cao, cả thế giới cũng có được thuốc tôi sang bên có thể về các người bây giờ là lại có mấy ông bà người ở Canada, thế rồi là người Úc mà bị bệnh phổi này u ca phổi, mà phải người nước ngoài lại về cái đất này mà sửa bệnh. Thì thôi chúng tôi cũng khuyến cáo với lại ông các bà các anh các chị, với lại bà con nuôi, thế rồi là bà con đi đây thì cố gắng chấp hành. Ta còn về, ta còn muốn sống ở với con này, với cháu này, với ông với bà này, với bố mẹ, với anh chị này, thế rồi là xem cái xã hội nó tiến triển đến đâu. Cảm ơn tất cả các thầy ở đây, là con bị ca bùng trứng, là con điều trị tại viện Cấp 3 Tân Triều 4 năm 3 tháng, hết 500 triệu rồi. Là cách đây 2 tháng là viện giá về, là bảo là không còn lộ trình để chữa nữa. Thì con được tin của em Nguyễn Văn, em Phạm Xuân Tiền là đã chữa ở các thầy ở đây mà khỏi bệnh về, là em nó có chỉ bảo là vào trong phòng khám với chị chữa. Thì con nhận là cái tin này là con rất là vui sướng, mà con đến con hỏi han năng nổ để con vào được đến đây chữa bệnh, là con nghĩ rằng là vào đến phòng khám này con có một cao cứu sinh để con được sống những ngày còn lại. Thì hoàn cảnh điều kiện của con là một cô cha một cô mẹ thì cổ bé chồng thì chết sớm,
mà con đã vào được đến đây, con chắc là sự con nhờ cha với chú mà con mới vào một tuần để con sống với cái cuộc sống ở đây so với ở Viên Ca là con rất nhẹ nhõm, con thoải mái. Vì con ở Viên Ca thì con chữa hơn 4 năm, con đã mất nhiều tiền, nhưng cái áp lực nó rất là khổ, nên là con vào được đến đây. Con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn tất cả các thầy trong đây mà đã cứu chữa con, để con sự sống của con được trở về như các bệnh nhân ở đây ạ. Con xin cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, vừa được một nhà hảo tâm giấu tên hỗ trợ một thửa đất rộng 4.000 m² tại huyện Cầu Ngang. Món quà ý nghĩa này sẽ giúp phòng khám có thêm không gian để trồng các loại thảo mộc quý phục vụ cho việc hỗ trợ điều trị ung thư. Thửa đất được nhà hảo tâm cho mượn dài hạn, tọa lạc một vị trí khá thuận lợi, có nguồn nước tưới tiêu dồi dào. Các thầy thuốc của phòng khám đã bắt đầu trồng các loại cây như chùm ngây, nhãn lồng, xương khỉ, xạ đen, thìa canh và một số thảo mộc quý giá khác. Đây là loại thảo dược được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Việc tự trồng thảo mộc sẽ giúp cho phòng khám chủ động được nguồn nhiên liệu, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý cho bệnh nhân. Thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy chia sẻ: chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của nhà hảo tâm đã dành tặng cho phòng khám. Món quà này sẽ giúp cho chúng tôi có thêm điều kiện để chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhân ung thư. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một phòng khám chuyên hỗ trợ điều trị ung thư bằng y học cổ truyền. Phòng khám được thành lập bởi các y sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết với phương pháp hỗ trợ điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Phòng khám đã giúp cho nhiều bệnh nhân ung thư cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc nhận được thửa đất từ nhà hảo tâm là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của phòng khám yêu thương. Đây là động lực của phòng khám tiếp tục nỗ lực mang đến cho các bệnh nhân ung thư những dịch vụ y tế chất lượng cao. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị và duy trì hoạt động của phòng khám. Mọi đóng góp của quý vị sẽ giúp cho phòng khám có thể tiếp tục giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thầy Thanh rất là vui mừng. Cũng muốn chia sẻ một chút với tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cái công việc mà các thầy ở đây cũng như là các thành viên của phòng khám đang thực hiện. Thì hôm nay thầy Thanh đang đứng có mặt trên một miếng đất. Miếng đất này là của một mạnh thường quân đã ủng hộ cho phòng khám để cho thuê, nhưng mà với không có lấy tiền, giúp cho phòng khám có được cái nguồn thuốc để mà phục vụ cho bà con, những bệnh nhân ung thư. Điều đó là một điều rất là đáng hoan nghênh. Đó cũng là niềm vui của các thầy thuốc. Ở đây thì có các anh em, các thành viên trong phòng khám đến đây để mà canh tác, để mà trồng những cái cây thảo dược để phục vụ cho quý bệnh nhân ung thư đang điều trị tại phòng khám. Cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người như thế này. Đây là một cái niềm vui. Ngày trước á, thì cha Phêrô Nguyễn Văn Tường dạy cho các thầy thuốc, cũng như là vừa dạy vừa làm mẫu, làm gương để các thầy thuốc từ đó học theo. Thì cha cũng có một miếng đất, rồi sau đó cha ra cho trồng thuốc, rồi chăn nuôi, nuôi con này con kia, con ngựa, con trâu, con bò. Đó, lấy cái nguồn phân đó rồi bón cho cây thuốc. Thì cây thuốc bắt đầu có cái nguồn dược liệu đạt được cái dược tính cao mới sử dụng để giúp cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Thì khi cha nằm xuống thì các thầy đã được cha
giáo dục, cha đã huấn luyện cho các thầy để các thầy tiếp tục cái đường lối của cha là yêu thương và cho không, cũng như là giúp cho cái công trình khoa học của cha được mỗi ngày được lan rộng nhiều hơn để giúp cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn có cơ hội để vượt qua được cái căn bệnh. Nhưng cái khó khăn của các thầy thuốc từ hôm cha mất tới nay thì đó là cái khó khăn nhất, đó là các thầy không có vườn thuốc để trồng. Thì tất cả những cái nguồn thuốc mà phòng khám đang sử dụng cho tất cả bệnh nhân đều phải mua. Mình phải vận động nguồn kinh phí từ rất nhiều nguồn khác nhau để mình có được cái nguồn thuốc đó gia công của công ty Trà Phú Quế, rồi sau đó mang về đây phục vụ cho bà con, cho bệnh nhân ung thư. Thì cái khó khăn đó thì càng ngày mỗi ngày chồng chất lên, là bệnh nhân ngày càng đông, thì các thầy cũng không có điều kiện để có thể sinh hoài được. Ví dụ như hôm nay mình có thể sinh được, nhưng mà ngày mai rồi tháng sau nữa thì nhìn thấy là rất là khó để mà duy trì được với cái nguồn thuốc mà mình phải đi mua và gia công để là đóng gói để làm các cái trà túi lọc giúp cho bệnh nhân. Thì thầy Thanh cũng có chia sẻ với một trong những người mà giúp đỡ cho mình, thì có một mạnh thường quân cũng ở gần phòng khám, thì có một cái miếng giường, đây là cái miếng giường này nè, có rất là rộng, nhưng mà cái phạm vi mà mình được canh tác á, là mạnh thường quân đó có thể ủng hộ cho các thầy là ở khu vực này là 2 công, với ở bên góc bên kia nữa là 2 công nữa, là phạm vi là 4 công đó. Thì 4 công này là mạnh thường quân đó không có lấy tiền của các thầy, mà là ủng hộ cho các thầy trồng thuốc, giúp đỡ phần đó. Cho nên đó là một cái niềm vui, cũng như là được cái sự tín nhiệm của mạnh thường quân, một mạnh thường quân xin được giấu tên. Thì có cái nguồn dược liệu sẵn có, các thầy cũng đã ươm giống, và hôm nay nè, các thầy với các thành viên trong phòng khám mới xuống đây để định hình lại cái khu vực đất này là trồng cây thuốc nào, trồng thời gian là bao lâu. Ví dụ như sử dụng cái miếng đất này, trước tiên là mình cải tạo lại nó, xong rồi định ra những cái khu vực nào trồng những cái cây loại nào, ví dụ như cây ngắn hạn, hoặc là khu vực đó trồng những cái cây dài hạn hơn. Đó là ngày hôm nay là chương trình là như vậy. Rồi bắt đầu những ngày tới đó, thì thầy Thanh với thầy Quý và một số thành viên trong phòng khám sẽ buổi chiều sẽ xuống đây để mà canh tác cái vườn thuốc ở đây. Còn lại một nhóm còn lại thì sẽ ở lại phòng khám, ví dụ như thầy Tiến, thầy Mai, thầy Hạnh và một số thành viên còn lại sẽ trực ở phòng khám để giúp cho những bệnh nhân ung thư tiếp tục được điều trị buổi chiều. Đó là chương trình. Còn buổi sáng thì tất cả các thành viên đều tập trung về phòng khám hết, lo cho phòng khám hết. Có duy nhất buổi chiều thì sẽ tách làm 2 nhóm. Đó là chương trình mà các thầy ở đây đã cùng với các thành viên sắp xếp là như vậy. Thì hôm nay thầy Thanh cũng rất là vui mừng thật sự. Tại vì nếu như mà cái nguồn thuốc mà mình cứ đi xin hoài thì nó không có đủ cái điều kiện, cái kinh phí để mình lo nổi cho bệnh nhân. Thì đó cũng là một cái niềm trăn trở của thầy Thanh cũng như là các thầy trong phòng khám. Nhưng mà hôm nay được sự giúp đỡ của một mạnh thường quân đã giúp cho cái phần đất để mà mình có thể canh tác trên đó, có nguồn thuốc đó mình phục vụ cho bệnh nhân. Thì có thể thì trước tiên các thầy sẽ tập trung trồng những cái loại cây ngắn hạn trước, từ 3 tháng đến 6 tháng đó là mình thu hoạch, mình có liền để mình sử dụng cho nhóm bệnh nhân đang chữa và những bệnh nhân kế tiếp. Còn về lâu về dài cũng vẫn trồng những cái cây dài hạn hơn, ví dụ như xạ đen đó, hoặc là thiệt canh gì đó, sẽ trồng cái thời gian nó dài hơn, từ 1.5 năm cho tới 2 năm thì nó thành phẩm rồi, thì mình mới có thể sử dụng nó để mà phục vụ cho những nhóm bệnh nhân sau đó nữa. Thì rất là vui mừng, cũng xin cảm ơn một mạnh thường quân đã giấu tên, cũng như là cảm ơn đã tín nhiệm các thầy cũng như là tất cả thành viên phòng khám mà giúp đỡ như vậy.
thì trước tiên thì các thầy cũng đỡ được cái phần kinh phí để mà đi thuê mướn đất, cũng như là không có cái điều kiện để giúp đỡ cho bệnh nhân về nguồn thuốc, thì hôm nay bài toán nó cũng đã được tháo gỡ phần nào. Đó là cái niềm vui mà thầy Thanh cũng muốn chia sẻ với tất cả quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trên cộng đồng mạng mới hiểu được, thấy được là cái khó khăn của các thầy đang phải đối diện, mà ủng hộ cho các thầy về mặt niềm tin, về mặt tinh thần để các thầy vẫn tiếp tục mà đi tiếp với con đường của cha, cũng như là khi mà mình có được cái nguồn thuốc này rồi, mình sẽ bớt đi gánh nặng mà phải xin kinh phí đầu này đầu kia, hoặc là cái nguồn thuốc không có thì mình cũng không có làm chủ được cái vấn đề mà giúp cho bệnh nhân. Thì hôm nay có cái miếng giường này để mà trồng được những cái cây thuốc lên thì mình phục vụ, mình sẵn sàng giúp cho bệnh nhân bất cứ lúc nào. Đó là cái niềm vui mà không thể nào diễn tả được trong lòng. Thì đây cũng là niềm trăn trở rất là lâu mà các thầy đều phải canh cánh trong lòng. Nhưng mà qua đó thì cũng nhớ đến cha. Vì nếu như những ngày mà đi theo cha không có được cha dạy dỗ á, thì ngày hôm nay các thầy đứng ra như thế này các thầy làm không nổi đâu. Đó. Cho nên là hôm nay khi mà đứng trên cái miếng đất này, bắt đầu mình chuẩn bị, mình canh tác cái này, cái kia, cái nọ, thì mình nhớ lại cái hình ảnh của cha ngày trước. Cha cũng dành hết thời gian để cha ra ruộng, cha làm những công chuyện này, công chuyện kia, công chuyện nọ, làm cho hết sức, hết ngày, hết giờ, hết trí khôn của cha, dành hết tất cả đó cho bệnh nhân. Thì ngày hôm nay mình cũng đang lần bước làm lại cái điều đó giống như cha. Thì càng làm càng nhớ đến cha nhiều hơn. Đó. Cho nên là các thầy ở đây, thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến, thầy Hạnh, rồi tất cả mọi người trong thành viên trong phòng khám đều mang trong lòng cái lý tưởng là yêu thương và cho không, ăn cây cỏ mang hạt giống như lời của Đức Chúa Trời phán và của cha Tường đã dạy cho các thầy. Thì đó làm cái hành trang để các thầy tiếp tục mạnh mẽ để mà thực hiện giống như cha như vậy. Các thầy rất là vui mừng vì hôm nay cha đã dạy dỗ các thầy đã có thể, các thầy cũng đã làm được một phần nào đó để giúp cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn và giúp cho cái đời một cái điều gì đó. Mình cảm thấy mình rất là vui, cho nên hôm nay muốn chia sẻ với tất cả mọi người là như vậy. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân thầy Thanh để đi tham quan cái khu vực mà mình đang chuẩn bị canh tác ở đây, cũng như là thấy được cái công việc mà các thầy ở đây đang làm. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.